không có chém giết, cũng chẳng có máu me. Thế nhưng, thảm kịch y tờ quan đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Lý do là gì? Cùng tụi mình vén màn ngay sau đây. Cứ tưởng rằng sẽ là một đêm Halloween vui vẻ, nào ngờ đâu, nó lại là một vụ thảm sát kinh hoàng. Cho tới tận bây giờ, rất nhiều người vẫn không hiểu được tại sao con hẻm nhỏ xíu như thế lại cướp đi sinh mạng của quá nhiều người như vậy. Theo như một giảng viên đại học của Anh đã khẳng định rằng, thủ phạm gây nên thảm kịch tại Itaewon là hiện tượng đám đông đè ép, gọi một cách dân dã là hiện tượng giảm đạp. Bạn cứ thử nghĩ đi, một con hẻm vừa dốc vừa nhỏ, dài khoảng 45m, còn rộng thì 4m thôi, mà có đến hàng ngàn người đổ dồn về. Trong cái trường hợp này thì không ai có thể tự kiểm soát chuyển động của cơ thể cả, vì họ bị đặt vào tình thế dồn ép. Đám đông trở thành một dòng chảy, xô đẩy họ đi các hướng. Và chỉ cần một người ngã thôi là những người phía sau cũng sẽ ngã theo. Nó giống như hiệu ứng domino vậy đó. Mà nếu như đã ngã rồi thì các nạn nhân sẽ vô cùng hoảng loạn. Họ sẽ cố vùng vẫy để đứng dậy, nhưng cuối cùng tay chân đan vào nhau đến mức không thể cựa quậy được nữa. Nhìn những nạn nhân xếp chồng lên nhau thành 5-6 lớp giữa con hẻm nhỏ, người bất tỉnh chen lẫn với những người còn tỉnh táo đang cầu cứu, tay chân vắt qua và chen chặt lên người nhau. Thành ơi, cái cảnh tượng này nó ám ảnh thật sự luôn. Và thêm một điều đáng sợ nữa là có hàng chục người chết đứng đấy các bạn ạ. Họ bị dồn ép đến mức gãy xương sườn, vỡ nội tạng và tắc thở. Những người bên cạnh không hề biết họ đã chết và chỉ còn là một cái xác. Theo thông tin mà tụi mình tìm hiểu được thì trong thảm họa trên, số lượng nữ giới mất mạng gấp đôi nam giới. Một giáo sư đã lý giải như sau: phụ nữ thường có phần ngực lớn hơn nam giới. Nếu có áp lực tác động, sẽ có nhiều lực đẩy vào trong hơn, gây bất lợi cho phụ nữ. Hơn nữa, thể trạng của nam giới tốt hơn và họ cũng cao hơn nữa. Mà càng cao thì càng dễ dàng hít thở. Nói gì thì nói, thảm kịch này thật sự quá đau lòng các bạn nhờ. Chúng ta hãy gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân ở Itaewon nhé. Và nhớ là sau này, lễ lộc gì mà thấy đông người quá thì thôi, ở nhà cho lành nha mấy fan. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.